Theo nghị quyết của chính phủ, đến năm 2025, nền kinh tế số Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 20% GDP quốc gia. Trong đó, thương mại điện tử được đánh giá là một trong những trụ cột quan trọng với doanh thu khoảng 35 tỷ đô la Mỹ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị quốc tế về xuất khẩu trực tuyến thông qua nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com với chủ đề khẳng định vị thế, vươn tầm quốc tế. Tại hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, trong năm 2023-2024, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com xây dựng và vận hành gian hàng quốc gia Việt Nam, Việt Nam Pavilion. Gian hàng này tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ hoạt động kết nối kinh doanh, tăng cường hiểu biết về sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam cho khách hàng quốc tế, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường quốc tế thông qua hình thức xúc tiến thương mại trong môi trường số với cơ hội tiếp cận hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới thông qua mạng lưới khách hàng rộng lớn của Alibaba. Trong khuôn khổ hội nghị, Alibaba.com cũng ra mắt Foresee 2024 Outlook, một cẩm năng toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hướng đến thành công trong thương mại số toàn cầu. Đại diện Alibaba.com Việt Nam đã đưa ra 3 xu hướng chính có tác động sâu sắc đến thị trường B2B toàn cầu trong tương lai. Trong đó, chú ý 3 vấn đề lớn, đó là sự tiến bộ của công nghệ, tiếp tục thúc đẩy biên giới thương mại, tiếp đến là vấn đề đa dạng hóa các chuỗi cung ứng chưa bao giờ đơn giản và nhu cầu tiêu dùng phát triển nhanh và sự đáp ứng nhanh chóng của cả người mua lẫn người bán. Việc giới thiệu tính năng Shop by Raisin thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, thông qua sáng kiến mới nhất này, các sản phẩm của Việt Nam sẽ ngày càng được công nhận xứng đáng trên thị trường toàn cầu. Tính năng Shop by Raisin là một tính năng sẽ ưu tiên hiển thị các nhà cung cấp từ các thị trường trọng điểm như Việt Nam ngay trên trang chủ của ứng dụng di động Alibaba.com, cho phép người mua tìm kiếm sản phẩm theo từng khu vực một cách thuận tiện. Việc nâng cấp này hứa hẹn gia tăng đáng kể sự hiện diện của các nhà cung cấp Việt Nam, mang đến cơ hội tiếp cận lượng lớn người mua tiềm năng, hơn 48 triệu người dùng hoạt động trên toàn thế giới.